Anh chị thấy không, mua đất mặt tiền view xong mà được hưởng luôn mé sông và được trồng những loại cây mình yêu thích thế này, rất là mát mẻ luôn ha anh chị, rất là thích luôn. Dạ, nhà đất Trực Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lần đầu tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện ạ. Dạ, hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì đây Thiện có một thửa đất có sẵn thổ cư luôn, mặt tiền ô tô view sông thế này nè. À, rất là rộng rãi với giá chỉ có là từ 700 triệu thôi cô chú và anh chị mình ạ. À, rất là ok, hợp lý luôn anh chị cô chú mình ha. Trước hết đường của mình là đường đan 3m thì ô tô 7 chỗ của mình đi vi vu và đường của mình là thông hai đầu luôn ha cô chú và anh chị. Theo cái hướng trước mặt màn hình của mình thì mình sẽ thông ra với lại là chợ Cẩm Sơn, thông ra với quyện lộ 60 của mình thì nó hơi xa chút ha, tầm khoảng là 6 km. Nhưng nếu anh chị cô chú mình đi theo hướng ngược lại này đây nè, hướng này thì mình sẽ thông ra với tỉnh lộ 864, thông ra với lại là chợ Hội Xuân của mình, chỉ từ là 1 km thôi. Và vị trí này anh chị ra ngã tư Cai Lậy thì nó xa nha, nếu mình ra Cái Bè thì nó gần hơn. Cái Bè tầm khoảng là 6 đến 7 km, mà mình ra ngã tư Cai Lậy tầm khoảng là 14 km ha cô chú và anh chị. Vị trí của mình ra ngã ba Trung Lương thành phố Mỹ Tho là 33 km, vì bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh của mình là 80 km nha. Đây anh chị xem, tất cả những ngôi nhà của mình có mặt tiền sông thì rất là mát mẻ luôn. Đấy, anh chị mình xem nè. Dạ rồi, với giá chỉ từ là 700 triệu thôi. Thì cô chú và anh chị nào quan tâm tới một thửa đất view sông mà có thổ cư, chủ quyền sẵn ha, sổ hồng riêng, công chứng liền, thì hãy cùng theo dõi đến hết clip này với Bảo Thiện nha. Dạ rồi, bây giờ Bảo Thiện xin giới thiệu sơ về cái khu vực xung quanh đây nè. Thì ở đây người ta cất nhà, vườn nghỉ dưỡng rất là nhiều ha anh chị. Đó, người ta cũng đã có những cái trụ điện. Và phía trước anh chị thì có view sông nước luôn. Thì cái vị trí này rất là thích hợp cho cô chú và anh chị mình về đây nghỉ dưỡng ạ. À, bờ kè xong thì người ta làm nó rất là rộng rãi thế này để mình xài được luôn nè. Thửa đất hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị á thì nằm ngay từ vị trí bên đây nha. Thiện có 3 thửa đất liền kề, trong đó là thửa đất gần mình nhất là thửa đất này thì nó không có mặt tiền sông, vì cái bé sông này là gia chủ mình đã bán cho cái nhà đang xây dựng này rồi. Tuy nhiên á thì hai cái thửa còn lại mình có mặt tiền sông, thì Thiện sẽ giới thiệu từng lô theo cái hướng gần nhất từ Thiện đổ ra cho cô chú và anh chị mình theo dõi và quan sát được rõ nhất video clip và cũng như hiểu về miếng đất của mình nha cô chú và anh chị mình ơi. Dạ rồi, thì cái thửa đất đầu tiên của mình á, mình sẽ có trụ ranh tính từ ngay vị trí giáp với lại lô đất mà đang xây dựng này nè, tính từ ngay vị trí này nha. Thì anh chị sẽ đo tới cho Thiện, mình có bề ngang là 10, chiều sâu và đều nhau hai cạnh tầm khoảng là 30. Mình có tổng diện tích là 306.7 m², trong đó là có 50 m² thổ cư, hiện tại đã có sẵn sổ hồng riêng rồi. Đất thì rất là vuông đẹp luôn ha anh chị. Và chủ đang kêu bán với giá là 700 triệu ha. Dạ, và tiếp tục cái lô kế bên kia à, cũng từ cái trụ nước sơn đo ngang qua, Thiện cũng có một lô ngang 10, chiều dài vào là 30, với tổng diện tích là 301.3 m², cũng là 50 m² thổ cư với giá là 750 triệu. Bởi vì lô kế bên của mình thì mình được hưởng cái mặt tiền sông ha. Và tiếp tục một cái lô thứ ba kế bên cái lô mặt tiền sông đó, mình có diện tích là 492.6 m², rộng rãi hơn rất là nhiều ha, với bề ngang gần 15 m, chiều sâu vào đến là 37 m nở hậu, và giá là 900 triệu, trên đất cũng 50 m² thổ cư luôn. Thì Thiện giới thiệu sơ lược về từng lô đất trước và đến từng vị trí và từng móc ranh, Thiện chỉ cho anh chị xem được từng lô là anh chị cô chú mình sẽ dễ hình dung được thửa đất luôn nha. Dạ rồi, với cái lô đầu tiên của mình có giá 700 triệu thì mình không có mặt tiền xong, bởi vì mặt tiền xong mình bán giấy tay cho người ta hồi trước rồi nên giá sẽ rẻ hơn cái giá những cái lô kế bên ha. Thì từ vị trí này anh chị đo tới với Thiện nè, lô này thì mình đã có hàng rào luôn rồi và mình có cửa ra cổng rào bước vào trong vườn mình luôn ha anh chị. Thì mình sẽ tới cái vị trí xịt nước sơn, thì đây nè anh chị ơi, vị trí này làm được 10 m ha anh chị. Đây, tới vị trí này nè anh chị ơi. Đấy, là bên đây mình đụng cái cây mít bên trong nè. Và trên diện tích đất của mình thì được vài gốc mít ha. Đó, anh chị xem, mình được vài gốc mít Thái nè. Và đất của mình thì nó thấp hơn lộ tất nhiên rồi, vì khu vực này là thấp hơn lộ hết. Và anh chị xem, quan sát những ngôi nhà kế bên thì người ta cũng xây dựng thấp hơn lộ hết đó anh chị ạ. Tuy nhiên đất của mình hiện thấy là cũng tương đối là bằng phẳng luôn. Thì cô chú và anh chị mình khi mua, chủ sẽ bao cho anh chị dọn cỏ sạch đẹp trước khi bàn giao đất và giao ranh móc tứ phía rõ ràng trước ngày công chứng cho cô chú và anh chị mình yên tâm luôn nha. Đó là cái lô đầu tiên của mình. Đây là vị trí này nha. Đo ngang qua tới trụ hàng rào được 10, chiều sâu vào là 30, tổng diện tích 306.7 m², 50 m² thổ cư với giá 700 triệu ha. Và tiếp tục từ vị trí
Nước sơn này anh chị sẽ đo tới cho thiệt, mình cũng sẽ có bề ngang là 10, tuy nhiên mình được hưởng luôn cái mặt sông ha. Và những cây xoài phía trước mặt sông này là anh chị được sử dụng thoải mái, cũng như anh chị muốn dọn cỏ, anh chị muốn làm bờ kè thì mình cũng sẽ được sử dụng thoải mái luôn ha anh chị. Dạ, thì mình sẽ có mặt tiền bề ngang là 10m, thì đến ngay vị trí nước sơn này anh chị ơi, đây vị trí này nha. Dạ, thì mình có bề ngang là 10, chiều sâu vào cũng là 30, với tổng diện tích cho lô này là 301.3m², 50m² thổ cư, với giá là 750 triệu, mình được hưởng mặt sông ha anh chị. Và anh chị xem này, trên đất mình cũng trồng bích thái luôn. Và anh chị ơi, khi mua về chủ sẽ dọn cỏ đầy đủ cho mình nè, anh chị cô chú mình cứ yên tâm nha. Thì nó cũng tương tự giống như cái lô lúc nãy vậy đó. Đó, chị cô chú mình xem nè. Dạ, cũng tương tự y chang như lô lúc nãy luôn. Chủ sẽ bàn giao ranh và dọn cỏ trước ngày công chứng cho mình ha cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình cứ yên tâm nha. Rồi đây là cái lô thứ hai mà Thiện vừa mới quay. Lô này mình sẽ được hưởng cái mặt sông. Và đây là cái mặt sông phía trước của mình nè. Đó, đang trồng bích thái và đang trồng xoài ha. Mình có cây xoài mát mát kế bên mình nè. Cũng rất là đẹp luôn anh chị ạ. Dạ rồi, và tiếp theo mình từ cái vị trí nước sơn này thì anh chị cô chú mình cũng sẽ đo tới cho Thiện, tới vị trí cây trụ mà chủ đã cắm sẵn ở phía bên tay phải của mình. Thì với lô cuối cùng của mình có tổng diện tích là 492.6m² ha. Một cái diện tích rất là rộng rãi luôn. Thì tới ngay vị trí này nè anh chị ơi. Đây, có trụ ranh cắm sẵn nha, 492.6m². Dạ, thì mình cũng có 50m² thổ cư, cũng có sổ hồng riêng. Và lô đất này có hình dạng giống như chữ L ha anh chị. Với mặt tiền bề ngang của mình được là 14.43. Thì từ vị trí cây trụ này đo tới nước sơn lúc nãy Thiện đứng á, là 14.43. Mình sẽ có chiều dài ở cạnh bên tay phải của Thiện đây là 37.41 ha. Cạnh này dài xuống là 37.41. Và chiều dài ở cạnh bên trái lúc nãy Thiện đứng ngay vị trí xịt nước sơn là 30.2. Dài và 30.2. Rồi bắt đầu nó sẽ nở hậu thêm 9m chữ L nữa. Và hậu mình kết thúc là 16.66m nha. Thì nhắc lại, trên đất mình có 50m² thổ cư ha cô chú và anh chị. Đất của mình sạch đẹp, không mồ mả ha. Xung quanh thì dân cư hiện hữu rất là đông. Và miếng này mình được hưởng cái mặt kênh rất là ngon lành luôn. Phía trước thì mình có dừa nè, mình có mít thái nè. À, và cái bờ kè đất mình ra thì cũng rất là rộng luôn ha anh chị. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ, thửa đất này chủ đang bán với giá là 900 triệu. Thiện xin nhắc lại nha, ba lô liền kề của mình. Một lô nở hậu 492.6m² với giá 900. Và hai lô kia, một lô có view xong 10x30 là 750. Và lô không view xong là 10x30 với giá 700 triệu ha cô chú và anh chị. Ba lô đều có thổ cư, 50m² thổ cư mỗi lô hết. Và đặc biệt là sổ hồng riêng, anh chị cô chú mua về là mình có thể mau lẹ công chứng mua bán liền trong ngày luôn. Đến chị xem, cái view xong phía trước của mình rất là thoáng đãng luôn ha. Tất cả những lô này mặt tiền của mình xoay về hướng Bắc hết. Và giá cả là sẽ còn được thương lượng với chính chủ, cô chú và anh chị mình ha. Đặc biệt là chủ sẽ bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí cho anh chị, không phát sinh thêm luôn. Anh chị cô chú mình mua về, mình chỉ có việc trồng tiền và nhận đất thôi ha. Dọn cỏ chủ cũng sẽ dọn cho mình nè. Và bàn giao ranh cũng sẽ làm hết cho mình đầy đủ trọn vẹn ha cô chú và anh chị. Một thửa đất có view xong với một cái giá vài trăm triệu thế này thì nghĩ là cũng đáng để cô chú và anh chị mình có thể tham khảo. Về đây nghỉ dưỡng, có sẵn thổ cư, sổ hồng riêng liền cho mình có thể lựa chọn về cất nhà nghỉ dưỡng, mua đầu tư để dành cũng ok ha cô chú và anh chị. Dạ rồi, đến đây đã dài rồi thì Bảo Thiện xin cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi tới cuối cùng clip của Thiện cho ba cái lô đất như vậy. Và Thiện cũng sẽ để chi tiết tất cả thông tin ở phần mô tả dưới video cho cô chú và anh chị nào muốn xem kỹ lại thông tin về thửa đất một lần nữa nha. À, anh chị cô chú quan tâm thì hãy liên hệ liền, đừng ngần ngại liên hệ cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần số điện thoại bên dưới màn hình để chúng em hỗ trợ tư vấn về xem mình có thể thương thảo thêm với chính chủ, chốt cọc ra công chứng liền với chính chủ ha cô chú và anh chị. Đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải để chúng ta lại gặp nhau những bất động sản giá thành rẻ, ngộp, đẹp, miễn phí trên kênh Nhà Đất Trần Ngô mỗi ngày nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại ạ.